Nó cũng thưa quả đây nhỉ cây nhỉ.
Vui ra tiền cô. Cô lấy 200 đó ạ. Vâng. Cho cô lấy 6 là tiền. Thank you.
đục quá đấy. Ăn hết rồi phải không? Thank you.
Của nhà mà có giấm gì đâu mà quả.
trồng nhé. Thank you.
Thank you.
Thank you.
nào bác? Hai cà đã. Bá hai cà. Cháu mua một ít. Mua đi bá bán cho. Vâng. Bá hái nhiều hết rồi đấy.
trồng lâu chưa? Trồng lâu rồi. Trong Tết. Tiền bà 200, tôi đưa cho bà 200 không? Dạ. Vâng ạ. Thế bà cầm xuống. Mướt bà. Mướt cả. Ê, bà nhắc lên cho cháu nhé. Thank you.
thì tôi không biết nấu thế nào. Cơm bao nhiêu bạn? Cơm một cân à? Một cân. Thế nào lại đi làm chua à, nộm hoặc là muối ạ, ngon mà. Đổi vào muối cho nó một cân nhé. Đây một lần bé cho chị tao lại này và dốt cá nó dốt tiên đi nào cả về nhé. Vâng, cái này tao chưa dốt muốn nào. Thank you.
biết quả nào giả. Đang sợ không được gặp nhà bá lấy dâu thì lại phải mua mua về giả. Ba con tươi rồi. Đây bà này. Nè. Chợ cái nhà chợ. Nó băng luôn. Ủa nhỏ. Lấy vô. À hon hon đi kêu. Đem không bởi nhỉ. Qua hà đi cô thì cỡ nhà cô chắc hơn nè. Dạ. Ừ.
Thank you.
Do you want to go to the hospital?
Thank you.
Thank you.
chuẩn đấy. 15.000 chị ạ. Chị ngạt đi chị ăn thử đi. Còn này ương. Nghe là thích ương ương cho chấm súp đi. Ngon chị ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con vàng nhưng mà chúng tôi muốn nhìn cân cho nó đúng, nhìn nó nói cho nó đúng. Chín lạp nhỉ? Lá này chỉ hốt bị sâu đầu. Mấy cái không bị phải không? Phải đem đi bán cho chỗ chứ. Cân 2 nhưng mà không bán được. Thank you.
Thank you.
quá vậy bác nhỉ? Còn ra chợ bán chạy lắm. Vâng. Cháu về nhá bác nhá. Ờ. Vâng ạ.
luôn. Thank you.
con 3 nhé bà nhé. Bye.